anh chàng này đang ở bên hồ tìm đồ. Đột nhiên một nữ cương thi nhảy ra khỏi mặt nước, chỉ thấy nó nuốt chiếc điện thoại vào bụng. Chàng trai đứng không vững cũng rơi xuống nước. Nữ cương thi bơi về phía chàng trai, cắn vào môi của cậu. Điều kỳ lạ là cô gái hút máu chàng trai, làn da nhăn nheo, lại từ từ biến thành một cô gái trẻ. Cecang kỳ lạ hơn là sau khi chàng trai lên bờ, nếu không phải là vì bị cương thi cắn mà biến thành cương thi ra bố mẹ của chàng trai từng là người trấn cương thi. Trong một lần hành động không may bị cương thi cắn bị thương, mà lúc đó người mẹ sắp sinh, chàng trai được sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, vì thế mà anh có một thể chất đặc biệt, có thể kháng được độc cương thi. Ở Hồng Kông đặc biệt còn có một bộ môn gọi tắt là VDC, bình thường vào lúc không có cương thi, bọn họ là một người công nhân bình thường. Một khi có cương thi xuất hiện, bộ đồ dọn vệ sinh của họ có thể được dùng làm bùa. Và bên trong chiếc chổi có giấu một thanh kiếm, chỉ cần nhấn nút trên tay cầm, lập tức có thể mở ra chiếc kiếm gỗ. Chú Thông trong nhóm bắt cương thi, biết được chàng trai này có thể chất đặc biệt, rất phù hợp bắt cương thi, vì thế muốn đưa cậu gia nhập vào hội nhóm. Tiếp theo chính là giới thiệu thành viên của nhóm. Đây là chú Khương, hiện nó là hậu duệ duy nhất của Mao Sơn, chịu trách nhiệm viết bùa làm phép siêu độ cho cương thi. Còn anh chàng to con này, toàn thời gian sản xuất vũ khí và làm công việc hậu cần. Lò đốt này được sử dụng để thiêu xác cương thi, nó cũng có thể được sử dụng để đun sôi nước vào những lúc bình thường. Chú Thông chính là người đứng đầu của nhóm, chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, còn người phụ nữ này là tổng phụ trách, mà Chi Thu còn toàn diện hơn, chịu trách nhiệm bắt cương thi. Cha mẹ của cậu trước đây cũng từng làm việc ở đây, còn là cấp trên của đám người này. Kể từ đó, chàng trai đã tham gia vào nhóm săn cương thi, theo chân của Chi Thu và những người khác học cách bắt cương thi. Lúc này, trên truyền hình có tin tức mới, hiện tượng thiên văn trăng máu sẽ xuất hiện vào tối hôm nay. Tương truyền, trăng máu xuất hiện sẽ mang tới đại hung, sẽ mang tới âm khí. Quả nhiên như dự đoán, chuông gió reo lên, người phụ trách tiếp nhận có án. Nói ở hồ có người bị cương thi cắn, không phải muốn tập luyện sao, hôm nay xuất phát. Mấy người đi tới bên hồ, phát hiện có hai cỗ quan tài, nhưng cương thi thì không thấy đâu. Chi Thu bảo Xuân Thiên tới bên hồ đợi, bọn họ sẽ đi tìm cương thi, nếu như có chuyện gì xảy ra, dùng bộ đàm thông báo. Lúc này, Xuân Thiên không cẩn thận, làm rơi bộ đàm xuống hồ, vì vậy đưa tay xuống nhặt nó, không ngờ trong nước vậy mà lại có một bàn tay. Bất ngờ tóm lấy tay anh, Xuân Thiên lập tức thu tay trở lại, sau đó gửi cho Chi Thu một tín hiệu. Chính lúc này, một bàn tay cầm bộ đàm nhô ra khỏi nước. Cảm ơn, không cần nữa, đã có người trả lại cho tôi rồi, cảm ơn. Xuân Thiên muốn xem rõ thứ gì đang ở trong nước, vì thế cầm điện thoại ra chụp ảnh. Đột nhiên một nữ cương thi ngoi ra khỏi mặt nước, không chỉ nuốt điện thoại của anh, thậm chí anh còn bị kéo xuống nước. Cương thi từ từ bơi về phía Xuân Thiên, cắn vào miệng của anh. Sau đó chính là cảnh tượng xuất hiện đầu bộ phim, da của cương thi lại từ từ biến thành một cô gái trẻ. Sau khi thoát được, Xuân Thiên nhanh chóng lên bờ. Đồng thời lúc này, chú Thông cùng với Chi Thu phát hiện ra một cương thi khác. Chi Thu thấy vậy lập tức ném ra 3 mũi tên. Cương thi bị thương nhanh chóng trốn thoát, đồng thời cũng đuổi theo. Thu Chi lại nhận được tín hiệu cầu cứu của Xuân Thiên. Đừng đuổi theo nữa, Xuân Thiên xảy ra chuyện rồi. Bất lực chỉ đành trở về cứu người trước. Làm gì thế, cô muốn làm gì? Nữ cương thi dễ thương từ từ xuất hiện trên mặt nước, từ từ đi về hướng của Xuân Thiên. Anh sợ hãi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lúc này Chi Thu cũng đã tới, cởi bỏ áo ngoài, thu phục nữ cương thi. Mọi người vớt được hai chiếc quan tài ở dưới hồ. Từ chất liệu của quan tài có thể phán đoán ra, cương thi nam kia đã bỏ chạy, chính là địa chủ hơn 100 năm trước. Nữ cương thi này tên là Tiểu Hạ, suy ra từ vết xước trên quan tài, Tiểu Hạ có lẽ là bị chôn sống. Cô gái này đã trải qua hàng trăm năm mới thoát khỏi móng vuốt của địa chủ, thật là đáng thương. Sau khi Chi Thu nhận định, vậy tên cương thi nam kia có lẽ thuộc hạng tuất đẳng cấp, khi hắn ta đã hút đủ máu liền sẽ trở thành nguy hiểm. Mà Tiểu Hạ và Xuân Thiên có mối quan hệ mật thiết, rất có khả năng sẽ thu hút được con cương thi còn lại. Giải pháp duy nhất là thiêu Tiểu Hạ. Đúng lúc này Xuân Thiên đang lau bùn đất trên người cho Tiểu Hạ, phát hiện vậy mà cô ấy rơi nước mắt. Chú Thông, cô ấy đang khóc. Cái gì? Đây là nước của điều hòa nhỏ xuống thôi. Lúc này chuông gió lại vang lên, có nghĩa cương thi lại xuất hiện. Mọi người lập tức thay đồ chuẩn bị xuất phát, chỉ để lại Xuân Thiên ở trong nhà thiêu cương thi. Đợi khi chiếc lò kêu lên một tiếng, cháu liền đẩy cương thi vào là được. Chuông đã reo lên, Xuân Thiên định đẩy Tiểu Hạ vào trong lò thiêu, chiếc điện thoại bị nuốt vào trong bụng đột nhiên kêu lên. Xuân Thiên chỉ đành quay người đi tìm công cụ, muốn lấy điện thoại ra. Lúc này một cơn gió lạ thổi bay lá bùa, Tiểu Hạ mở mắt ra, nhảy tới phía sau của Xuân Thiên. Lần này Xuân Thiên không hề sợ hãi, có vẻ như ngoại hình vẫn quan trọng. Mà anh phát hiện Tiểu Hạ không chỉ bắt chước hành động của mình, mà anh ấy đi đâu cô cũng đều đi theo. Xuân Thiên chẳng biết phải làm sao, cũng không nỡ thiêu cô ấy, anh không thể để cô ở lại VDC được, chỉ có thể đem cô về nhà mình, giấu cô ấy vào tủ.
Không ngờ anh vừa ngồi xuống, trong tù truyền tới tiếng cao. Mở ra xem, Tiểu Hạ đứng trong tủ không ngừng run rẩy. Suy ra từ vết xước trên quan tài, cô ấy có lẽ đã bị chôn sống. Xuân Thiên mới nhớ ra, Tiểu Hạ là bị chôn sống. Sợ nhất chính là không gian hẹp, vì thế nhanh chóng đưa cô ra ngoài. Sau khi điều tra tư liệu mới biết được, Tiểu Hạ chính là thuộc về nhân linh cương, rất có cơ hội có thể khôi phục được về tính cách con người. Hiếm thấy trong 100 năm, từ đó về sau, ban ngày Xuân Thiên ở cùng đám người Chi Thu, học cách bắt cương thi, buổi tối trở về nhà cùng xem kịch với Tiểu Hạ. Tiểu Hạ cũng không chạy lung tung, mà còn thích ăn cháo huyết lợn. Phải nói sao lại có cương thi dễ thương như vậy? Nếu là các vị có muốn nuôi một em cương thi như này không? Vì không để mọi người nghi ngờ, Xuân Thiên đã cắt tóc cho Tiểu Hạ, còn thay cho cô quần áo hiện đại. Mà lâu dần, Xuân Thiên cũng nảy sinh với Tiểu Hạ một loại tình cảm nam nữ. Mà Tiểu Hạ dường như cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Xuân Thiên, bắt đầu học cách đi lại như một người bình thường. Chuyển cảnh, nam cương thi bị trúng 3 mũi tên, hắn ta bắt lấy một con chuột, ép mũi tên ra ngoài. Đồng thời lúc này, kỹ năng bắt cương thi của Xuân Thiên cũng đã học được gần hết. Đã đến giờ cho bài kiểm tra cuối cùng, Chi Thu đưa tới một cương thi để cho Xuân Thiên thu phục. Sau một thời gian tập luyện dài, muốn thu phục một con cương thi bình thường là điều đơn giản. Nhưng Xuân Thiên lại không nghe lời Chi Thu, giết chết cương thi. Cháu muốn chứng minh cho mọi người thấy, cương thi không nhất thiết phải giết chết. Chỉ thấy anh lấy ra trong túi một miếng tiết lợn, cương thi thật sự bị thu hút bởi miếng tiết lợn, dùng tay bịt mũi cương thi lại, liền khiến cương thi dừng hành động. Chi Thu không thể xem nổi nữa, giết nó đi. Sư phụ, còn chưa đợi Xuân Thiên phản ứng lại, cương thi đã bóp cổ của anh, nhấc bổng anh lên, không được giúp. Xuân Thiên hét lớn một tiếng. Tiểu Hạ nghe thấy tiếng muốn đi cứu người, nhưng cô ấy sợ nắng, tuy sợ nhưng cô vẫn lao ra ngoài. Tiểu Hạ lao về phía trước như mũi tên, đẩy cương thi và chú thông ra. Thu Chi cầm thanh kiếm lên giải quyết con cương thi, quay người muốn xuống tay với Tiểu Hạ. Sư phụ, Tiểu Hạ có nhân tính. Lúc này chuông gió lại vang lên, biểu thị bên ngoài có động tĩnh, chỉ có thể tạm thời để Tiểu Hạ cho chú Khương xử lý. Chú Khương cầu xin chú đừng giết Tiểu Hạ, ta biết phải làm sao. Tiểu Hạ lúc này càng ngày càng có nhân tính, chiếc bùa dán trước mặt của cô ấy giống như trò chơi vậy. Ao ngay cả bùa cũng không sợ, thật là cái gì cũng có thể ha. Chuyển cảnh, cương thi đã vào thành phố, bắt đầu tấn công những người qua đường. Chi Thu và chú Thông thân phận là một người lao công, trước tiên phải thu dọn tàn cục đã, người bị cương thi cắn. Đồng thời lúc này, cảnh sát đã thành lập một đội hoạt động đặc biệt tới VDC để bắt Tiểu Hạ. Mà hành động của đội này cũng đã chế tạo nghiên cứu một vũ khí đặc biệt có thể tiêu diệt cương thi chỉ trong một lần bắn. Tiểu Hạ cũng một lần nữa bị đưa vào quan tài, không thể đưa cô ấy đi, sẽ dẫn dụ cương thi tới. Đó chính xác là mục tiêu mà họ muốn. Đội đã trói Tiểu Hạ vào, vốn tưởng rằng có được vũ khí lợi hại này có thể yên tâm trước khủng bố. Xuân Thiên cải trang thành nhân viên của đội, định cứu Tiểu Hạ đi, nhưng lại bị tên trưởng nhóm nhận ra. Lúc hai người đang cãi vã, cương thi từ trên trời bay xuống, tiểu đội lập tức lấy ra vũ khí đặc biệt tấn công. Tuy nhiên vũ khí của họ chỉ có thể đối phó với một số cương thi thông thường, còn với loại thây ma thành tinh này mà nói, chỉ là đang gãi ngứa cho nó mà thôi. Tiểu Hạ thấy cương thi thì vô cùng sợ hãi, chính vào lúc nó muốn đem Tiểu Hạ đi, thành viên của đội VDC đã tới. Tuy nhiên cương thi quá mạnh, hoàn toàn không sợ mấy thứ như bùa, ba người có hợp lực lại cũng không thể thu phục nó. Hai người trẻ tuổi cũng không thể trụ được, bây giờ chỉ còn lại Xuân Thiên và Chi Thu, vẫn còn có chút lực chiến đấu. Nhưng Chi Thu đã bị thương, đạo pháp của Xuân Thiên còn chưa tới mức cao siêu, vì thế mà bị hạ gục ngay tức khắc. Lúc này mọi người phát hiện con cương thi thành tinh này cũng sợ ánh nắng, nắng xuất hiện rồi, kéo nó lên cao đi, tôi sẽ dẫn ánh nắng vào đây. Chú Thông kéo tấm vải ra, Xuân Thiên và Chi Thu kéo tấm lưới ánh sáng trên đầu xuống, sau đó nhốt nó bằng dây mực và phi tiêu quỷ. Chính vào lúc Chi Thu dùng phi tiêu quỷ trấn cương thi, không ngờ nó dãy giụa cắn anh một cái. Sư phụ, Xuân Thiên không quan tâm, cầm lấy phi tiêu quỷ đâm vào cương thi. Trong khi kéo lên, cương thi quay người vồ lấy Xuân Thiên. Thấy Xuân Thiên không cầm cự được, Tiểu Hạ kích hoạt sức mạnh của bản thân, thoát được khống chế, sau đó nhảy lên và đẩy Xuân Thiên ra, sau đó lấy phi tiêu quỷ và ôm lấy cương thi. Cho tới khi cương thi bị ánh nắng thiêu cháy, mà Tiểu Hạ cũng tiếp xúc với ánh nắng quá lâu, cũng đang hấp hối, nằm trong vòng tay của Xuân Thiên, dần tan biến, từ từ bay lên bầu trời. Chiếc điện thoại bị cô ấy nuốt cũng rơi xuống trước mặt anh. Cố lên, anh nhất định sẽ làm được. Chuyển cảnh, Xuân Thiên tỉnh lại trong giấc mơ. Thì ra tất cả những chuyện xảy ra chỉ là Xuân Thiên nằm mơ. Bản thân anh là một công nhân vệ sinh, sở thích của anh là viết tiểu thuyết. Bộ phim tới đây là kết thúc, phim được cho là có một cái kết khác.
theo bạn, bạn thích cái kết như thế nào? Hãy để lại comment nha!